Chào các bạn, như các bạn có thể thấy thì tóc tôi đang như lông lờ Nhưng mà đó chỉ là để làm nền cho bộ sưu tập mới nhất của chùm cuối Bộ sưu tập One Piece Ở đây chúng tôi có áo One Piece Cũng là áo One Piece và vẫn là áo One Piece Đây là hình trên One Piece Từ 25 tháng 11 này thì chùm cuối đang có chương trình siêu khuyến mãi Với mỗi đơn hàng trên 500.000 thì bạn sẽ nhận được những ưu đãi cực kỳ lớn như là Tặng tranh, móc chìa khóa này, free ship, hoàn xu các thứ các thứ các thứ Cùng với đó chúng tôi mới mở shop Trùm Figure đây các bạn thấy Trùm figure đây nơi chúng tôi bán figure đủ các thể loại từ one piece trên so man marvel cũng có chi tiết về các chương trình ưu đãi thì bạn có thể bấm vào đường link ở phần mô tả và bình luận để xem thêm xin chào các bạn tôi là anh xá còn đây là thìa dưới này là quýt nhưng bạn không thấy đâu nhưng mà không sao đã thành thông lệ cứ mỗi dịp tháng 11 hàng năm là khẩu hiệu No Nut November lại được hô vang trong cộng đồng những người đàn ông làm bạn với tay phải như tôi hoặc là tay trái như các bạn. Hiểu được sự khó khăn của thử thách này trong một tháng đầy gian khổ nên là hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số phim kinh dị nhằm hạn chế khả năng tưởng tượng của các bạn trong tháng này. Mà đối với tôi thì cái phim kinh dị kiểu chém giết thì lại không đáng sợ bằng kinh dị tâm linh. Vậy nên là video này sẽ nói về các bộ phim ma. Lưu ý, đây không phải là top list nên là tôi sẽ không nói về những phim đã quá nổi tiếng với khán giả Việt Nam Và danh sách này sẽ bao gồm những phim kém nổi và có phần cũ hơn Top list hôm nay sẽ bao gồm 5 phim nói tiếng Anh và 5 phim không nói tiếng Anh Đảm bảo là đủ ám ảnh đến mức có thể khiến bạn tụt hứng mỗi khi muốn thể dục cổ tay trong đêm tối luôn Mong là như thế Đầu tiên tôi muốn nói tới Candyman 1992 của đạo diễn Bernard Rose Phần tiền truyện của bộ phim cùng tên ra mắt vào năm ngoái Dựa trên truyện ngắn The Forbidden của nhà văn Clive Barker Cho ai chưa biết thì Hellraiser cũng là một chuyện của ông này Candyman năm 1992 kể về một sinh viên cao học đang làm luận án về truyền thuyết đô thị dẫn tới câu chuyện về một Candyman tại khu nhà Cabini Green ở Chicago. Candyman là một hồn ma của một họa sĩ người Mỹ gốc Phi, con trai của một nô lệ da màu và bị sát hại bởi chót đem lòng yêu một cô tiểu thư da trắng. Vậy Candyman 1992 có những gì? Khoái lạc và đau đớn, thiên đường và địa ngục, rực rỡ và điên rồ. Nói chung là có đủ cả. Nó là sự kết hợp giữa lãng mạn, lạm dụng và những vết thương tâm lý của chủng tộc. Lãng mạn thì nghe có vẻ hơi lạ trong trường hợp này Nhưng mà tin tôi đi, nó hợp lý đấy Candyman năm 1992 được khắc họa một cách thông minh Không cần một em tin nào để đứng gào thét trong phim để thể hiện là mình tởm Nó là một phim kinh dị, độc đáo Vì ngoài những yếu tố đáng sợ ra thì Candyman 1992 Còn xoáy sâu vào những vấn đề chủng tộc và những điều cấm kỵ Đặc biệt là liên quan đến tình yêu và tình dục Trên bề nổi là một cuộc khám phá truyền thuyết đô thị Nhưng mặt chìm thì lại là một câu chuyện lãng mạn xa hoa Đôi khi nó đen tối, đôi khi nó sexy, đôi khi lại là những điều thô thiển Đặc biệt là Tony Todd trong vai Candyman có một sự mê hoặc nhất định Đứng trên làn danh giữa một sự kỳ lạ và đáng sợ một cách mơ hồ Virginia Madsen trong vai nữ chính là Helen cũng thể hiện tuyệt vời Nói chung là tôi không tìm thấy cái gì để chê trong Candyman năm 1992 cả Để triệu hồi Candyman thì bạn cần đứng trước gương và gọi tên hắn 5 lần Candyman, Candyman, Candyman à, Thôi đùa đấy, xem phim đi Tôi nói nữa lúc chắc tôi bị bắt mẹ đi mất Bộ phim Mỹ thứ hai và là cuối cùng tôi muốn nói đến trong video này là từ Amityville Horror năm 1979 của đạo diễn Stuart Rosenberg dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Jay Anson ra mắt vào hai năm trước đó, lại dựa trên một vụ thảm kịch con trai giết cả nhà 6 người trong đêm tại Amityville bằng New York 3 năm trước đó. Đây có thể nói là một bộ phim kém nổi bật nhất nhưng mà bằng một cách nào đấy lại tạo cảm hứng cho hàng tá các sản phẩm ăn theo. Câu chuyện của phim thì cũng khá là cơ bản một gia đình chuyển đến một căn nhà mới Tôi sẽ không spoil là ngôi nhà xảy ra cái vụ án kia đâu Và rồi mọi thứ trong nhà này bắt đầu tưng bừng khi đêm về Nói chung là cái kiểu kịch bản truyền thống của thể loại này thôi Nhưng mà nên nhớ là phim ra mắt vào năm 1979 Và các chi tiết trong ngôi nhà ma ám đều được thể hiện cực kỳ tốt Từ những căn phòng bí mật, từ những giọng nói quái gở Hay là những hành vi thao túng tâm lý Ý tôi là kiểu chiếm giữ thể xác ấy Thì The Amityville Horror tràn ngập những yếu tố gây ám ảnh từ khu chôn cất người anh điêng cho tới tế đàn thực hiện các nghi thức của gia tăng Tuy đây có thể xem là một sản phẩm phổ thông và có kha khá lỗi theo góc nhìn của thế kỷ 21 Nhưng phim hoàn toàn đủ khả năng để thu hút bạn Bất kể vì lý do gì thì The Amityville Horror vẫn rất khó để lay chuyển Có lẽ cũng bởi cái tính biểu tượng của nó đã hẳn sâu vào tâm thức của văn hóa Mỹ Tôi thì chỉ có thắc mắc là người dân Amityville ngoài đời nghĩ gì khi mà thấy thị trấn của mình bị lôi lên làm phim ma hàng năm còn nếu bạn biết đến cái đống phim Amityville và muốn viết cái khởi nguồn của nó từ đâu ấy thì Amityville Horror 1979 chính là phim dành cho bạn. Tiếp theo là bộ phim The Challenging năm 1980. Bộ phim này là một bộ phim dành cho các bạn thích thể loại nhà ma nhưng mà chất hơn. The Challenging của đạo diễn Peter Medak ra mắt sau The Amityville Horror một năm nhưng mà làm tốt hơn hẳn. Không hẳn là về mọi mặt nhưng mà là hầu hết. Đây là một bộ phim được siêu đạo diễn Martin Scorsese khen là một trong những phim kinh dị ghê nhất trong lịch sử. Medak đã thể hiện mình là một master thông thạo bảy cái thể loại này mặc dù trước đó thì ông này chưa từng làm phim kinh dị. Nghe thế đã đủ chất chưa? Bộ phim kể về John Russell, một nhạc sĩ sầu đời, vì cái chết của vợ và con gái, ông đã chuyển đến một căn nhà mới, một căn biệt thự trăm tuổi bị ám bởi hồn ma một bé trai. Ờ thì phim nhà ma nào mà chẳng thế, nhưng mà ngoài những chi tiết hù dọa thông thường thì nhân vật John có tìm hiểu để khám phá nhiều thứ, ví dụ như là sự thật bị che giấu bởi chính phủ và việc quyền lực được sử dụng một cách quái dị nhân danh lợi ích tài chính để mà liên hệ tới ngày nay ấy, thì tôi thấy xã hội Việt Nam cũng đang hơi như thế. Vì tiền mà bất chấp tất cả, cứ có tí tiền là lên mạng nói đạo lý kiểu gì cũng được. The Challenging vừa là một bộ phim kinh dị hấp dẫn đến mức đáng sợ, vừa có giá trị nghệ thuật để mấy ông ngồi một phim phân tích. Vậy là điều gì sẽ xảy ra khi một câu chuyện về ngôi nhà ma ám lại là một lời bình luận về lịch sử nước Mỹ? Một quốc gia không chỉ được xây dựng bởi sự chăm chỉ làm việc, mà còn bởi máu, bởi những hy sinh không phải lúc nào cũng anh dũng. Hãy xem phim và suy nghĩ về điều này thay vì lên mạng tìm phim heo các bạn nhé. Bộ phim tiếp theo trong danh sách là bộ phim The Carnal năm 2014. Đây là một bộ phim độc lập của Ireland của đạo diễn Ivan Kavanagh. Đây là một bộ phim theo kiểu mà tôi lên mạng chọn bừa để xem, mà không có bất cứ một kỳ vọng gì về nó cả. Nhưng mà rồi các bạn biết không, tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn. Cách phối màu với chủ đạo đỏ và xanh lam, cùng cách sử dụng âm nhạc vô cùng tuyệt vời đã khiến tôi liên tưởng đến huyền thoại là The Shining. Nhưng để mà nói thì nội dung phim khá là thẳng tuột và được giải quyết phát một trong 15 phút cuối. Cơ bản là một anh nhân viên lưu trữ phim mua một căn nhà ma ám ở gần một con kênh để cùng vợ xây dựng gia đình. Và rồi phát hiện ra là từng có một vụ án kinh hoàng diễn ra tại đây ở trong thế kỷ trước khá là basic nhưng là tính kinh dị thì vẫn được đảm bảo xuyên suốt phim đây là một bộ phim hay về phần nghe nhìn nên tôi cũng không có gì để nói thêm tóm lại là xem phim đi và bộ phim nói tiếng Anh cuối cùng trong danh sách này tới từ Tây Ban Nha đó chính là The Others năm 2001 của đạo diễn Alejandro Amenaba nói đơn giản thì đây là một bộ phim nói tiếng Anh duy nhất từng giành giải phim hay nhất của liên hoan phim Goya giải thưởng lớn nhất cho điện ảnh Tây Ban Nha chỉ cần mỗi thế thôi là đủ để nói về độ hay của phim rồi đúng không The Others là một bộ phim ma có cấu trúc cổ điển, xa hoa trong vẻ bề ngoài nhưng lại quen thuộc về nội dung, bị ảnh hưởng lớn từ văn học kinh dị Gothic và những bộ phim kinh dị thập niên 60 của hãng phim Hammer. Ta được thấy chị đẹp Nicole Kidman trong vai của một người mẹ của hai đứa con bị nhạy cảm về ánh sáng nên không ra được ngoài trời để vui chơi. Lấy bối cảnh tại Jersey, một hòn đảo nhỏ của anh nằm gần Pháp, từng bị chiếm đóng bởi phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. The Others lấy cái cốt lõi của thể loại này và thêm vào một số yếu tố hiện đại hơn. Một người chồng đi mua sữa hàng năm trời mới bất ngờ trở về một cặp giúp việc biết nhiều hơn những gì họ được cho phép, một vài cảnh rùng rợn thực sự liên quan tới trẻ em. The Others đã tạo ra tiếng vang lớn ngay từ khi phát hành bởi vì nó đã đem lại cái nét cổ điển truyền thống của văn học Gothic trong cái thời đại mà quái vật với cả kẻ giết người hàng loạt đang thịnh hành. Tuy nhiên tôi lại thấy nó khá là ít được nhắc đến tại Việt Nam, hoặc là có nhưng mà tôi không biết nên là thôi tôi vẫn sẽ thêm vào đây. Sẵn tiện đang nói về các phim Tây Ban Nha thì tôi sẽ nhắc tới hai phim Tây Ban Nha để mở đầu cho các phim không nói tiếng Anh. Đầu tiên là The Orphanage năm 2007 của đạo diễn A. Bayona và bộ phim thứ hai là The Devil Backbone của đạo diễn Guillermo del Toro. Văn học Gothic có ảnh hưởng rất lớn tới nền điện ảnh của Tây Ban Nha và The Orphanage, à thôi, hay tôi gọi là cô nhi viện đi, bởi vì tên gốc của nó cũng không phải là tiếng Anh. Cô nhi viện có phần nghiêm trang và mang nặng tính Gothic hơn là chủ nghĩa hiện thực bụi bặm trong bộ phim của del Toro. Ở đây chúng ta có một thứ hoành tráng hơn một chút, một ngôi biệt thự cũ kỹ bên bờ biển và sẽ thật nàm chán nếu như không có một con ma Belen Rueda tỏa sáng trong vai nữ chính là Laura, một phụ nữ chuyển về nhà cũ cùng chồng và con trai nuôi, chính là cái cô nhi viện trong tiêu đề của phim ấy. Cả nhà muốn biến chỗ này thành một nơi chăm sóc cho những đứa trẻ tàn tật, nhưng cô lại bị kéo vào bí mật của ngôi nhà về những cô nhi đã lớn lên cùng cô. Bộ phim đánh mạnh vào tâm lý và cảm xúc của người xem khiến cho khán giả không khỏi ớn lạnh và căng thẳng tột độ. Tiếp theo là bộ phim The Devil Backbone năm 2001 hay còn gọi là Sương sống của quỷ. Bộ phim của đạo diễn Gulemo del Toro, một đạo diễn Mexico nổi tiếng nhất nhì Hollywood. Sương sống của quỷ là một bộ phim mang dấu ấn cá nhân nổi bật của ông, lấy bối cảnh của cuộc nội chiến Tây Ban Nha vào cuối thập kỷ 30 và được kể dưới góc nhìn của một đứa trẻ trong cô nhi viện. Sương sống của quỷ không chú trọng vào việc cố gắng thoát khỏi cái thế giới kinh hoàng mà tập trung hơn vào việc đối mặt với nỗi sợ của cá nhân trong cái sự khắc nghiệt của thực tại và sự hạn chế tới mức gần như bất lực của một đứa trẻ. Sự bạo lực bên ngoài cô nhi viện cũng được khắc họa vào một quả bom rơi trong vườn, nhưng mà rất may là nó không nổ hay là do Wanda thao túng nhỉ? Cái đấy thì tôi không biết nữa nhưng mà các bạn đừng cưa thử cái quả bom xem nó nổ không nhá. Ngoài đời gặp bom đừng cưa đấy. Sự sống của quỷ vừa có phần lạnh lẽo ma mị như cô nhi viện, vừa thể hiện sự tan khốc của thế giới mà ta vẫn đang sống. Đây là một bộ phim kinh dị thuần túy nhất của Del Toro cho tới thời điểm hiện tại. Nếu bạn đã xem La Casa de Papel hay còn gọi là Money Heist và cảm nhận được tiếng Tây Ban Nha thì hãy thử xem hai phim nói tiếng Tây Ban Nha này để thấy một góc nhìn khác của điện ảnh xứ bò tót. Tiếp theo là một bộ phim Anh duy nhất trong danh sách này nhưng lại không nói tiếng Anh Under the Shadow năm 2016 của đạo diễn Babak Anvari. Phim nói tiếng Iran bởi vì đạo diễn là người Anh gốc Iran. Đây là một bộ phim kinh dị nữ quyền kỳ lạ. Bạn không nghe nhầm đâu. Phim nữ quyền đấy. Nhân vật nữ chính là Shide. Cô vừa phải bảo vệ con gái khỏi thế lực siêu nhiên, vừa phải chống lại những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Nhưng mà đặt trong bối cảnh ngột ngạt tại Iran vào những năm 80, ngay sau cuộc cách mạng thiết lập chế độ thần quyền Hồi giáo Shia và ngay giữa những cuộc chiến tranh 8 năm giữa Iran và Iraq thì tôi lại cảm thấy là nó phù hợp đến lạ thường bản thân đạo diễn avari cũng xuất thân từ một gia đình đã chạy trốn khỏi chế độ của iran trong khoảng thời gian này nên phim có thể xem như là một bản tuyên ngôn của đạo diễn nhằm đạt kích sự độc tài dưới danh nghĩa thần thành tại iran đồng thời cũng tôn vinh người mẹ dũng cảm của mình tôi thì không biết nhiều về hồi giáo nhưng đây có thể nói là một góc nhìn của một người trong cuộc nên cũng đáng để tham khảo trở lại với under the shadow thì cái chuyện phim hay là cách hù dọa khán giả cũng không có gì mới vẫn là những thứ khá quen thuộc của dòng phim kinh dị nhưng mà khi hòa quyện cùng với không khí ngột ngạt của bối cảnh vì bản thân chiến tranh cũng đã là một đề tài kinh dị rồi hai yếu tố kinh dị kết hợp với nhau tạo nên một bộ phim khá là dị alvari đã khéo léo duy trì sự căng thẳng xuyên suốt bộ phim và vừa tôn trọng những quy ước của thể loại cũng như là ghi đậm những bản sắc của riêng mình một câu chuyện ngụ ngôn kinh dị nêu lên những quan điểm về chiến tranh bất ổn chính trị cũng như là xã hội đàn áp phụ nữ nghe thôi là đã muốn xem rồi và để kết thúc video này tôi sẽ nói về hai bộ phim đông á Đầu tiên đó là A Tale of Two Sisters của đạo diễn Kim Jae-woon Với tần suất xem phim Hàn tại Việt Nam hiện nay thì tôi nghĩ phim này không quá là xa lạ Vì dù gì thì nó cũng là một bộ phim kinh dị Hàn ăn nên làm ra nhất Chuyện phim thì hơi phức tạp và khó hiểu, nó về drama gia đình với các mối quan hệ phức tạp Đồng thời cũng đối đầu với một thế lực siêu nhiên huyền bí Nó kết hợp cách tra tấn tâm lý kiểu Hitchcock với một câu chuyện ma kiểu cổ điển nó khiến tôi nhớ đến một số phim của Hollywood như kiểu là The Innocent này hay là The Uninvited đây có thể xem là một trong những thành quả bước đầu của việc học tập cách làm phim Hollywood của Hàn Quốc. Chuyện phim thì đọc tên là biết nó kể về hai chị em. Cô chị được thả ra từ trại tâm thần để quay về sống với cái gia đình đã khiến cô phải vào đó. Từ đây thì bộ phim đưa ra nhiều câu hỏi như động cơ thực sự của mụ gì ghẻ độc ác là gì? Điều gì đã làm phiền cô em? Và ông bố có phải là người đồng lõa giết người hay không? Điều gì đã xảy ra với người mẹ đẻ chết bệnh trong ngôi nhà ma ám? Đây là một bộ phim thực sự và xem lại rất là nhiều lần bởi vì câu chuyện nó xoắn não và rất khó nắm bắt ngay từ lần đầu xem phim. Và nhắc tới chuyện ma thì không thể nào không nhắc tới bốn câu chuyện trong Khoai đàn năm 1964 của Kobayashi Masaki Một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của Nhật Bản Tên Hán Việt của phim thì là Quái Đàm, Nôm Na thì các bạn có thể hiểu đó là chuyện ma Bộ phim được chuyển thể từ bộ sưu tập truyện dân gian Nhật Bản của Lafcadio Hearn Hay tên Nhật là Koizumi Yakumo Ông này là người Hy Lạp sau đó là nhập tịch vào Nhật Kết hợp với những xu hướng trực quan của Kobayashi tạo nên những hình ảnh siêu thực tuyệt đẹp Câu chuyện đầu tiên là tóc đen Kể về một ronin ích kỷ, nghèo khó bỏ vợ để chui trả, chỉ để nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, để anh ta vào một cơn ác mộng của sự suy sụp và hối tiếc. Chuyện thứ hai là người phụ nữ tuyết, kể về một anh thợ thủ công đã phải cam chịu chứng kiến mọi thứ mà anh ta yêu quý bị cướp mất bởi một hồn ma quan liêu. Câu chuyện thứ ba là Hoi Chi không tài, kể về một thầy tu mù tên là Lisin, à không, ý tôi là Hoi Chi. Anh cũng là một nhà công nổi tiếng nên bị một gia tộc ma bại trận hàng trăm năm về trước, bắt phải kể lại câu chuyện về thời chiến của họ trên nền nhạc Diwa kiểu nghe để tự sướng ấy. Hơi chi không tai vừa đáng kinh ngạc vừa lặng lẽ bi thảm. Quận thắt khi Kobayashi thừa nhận rằng chính những thế lực ngoài tầm kiểm soát lại đang nắm giữ vận mệnh của chúng ta. Câu chuyện thứ tư và kỳ lạ nhất là bên trong chén trà. Một câu chuyện lồng trong một câu chuyện được cố tình để ngỏ kể về một samurai liên tục thấy một người lạ trong chén trà của mình bị tấn công bởi chính những linh hồn đang ám ảnh anh ta. Từ những câu chuyện dân gian này, Kobayashi đã tạo ra một huyền thoại ma mị cho quá khứ bi thảm của Nhật Bản hậu Thế Chiến thứ hai khi đó. Vâng. Và trên đây là 10 bộ phim mà bạn có thể tham khảo trong dịp này. Ngoài ra thì cũng đừng bỏ lỡ Trilogy đám cưới giấy của Mì Tôm Hai Trứng nếu như những bộ phim này thực sự có thể giúp bạn trong tháng 11 này. Hãy trở lại vào tháng 12 và báo cáo thành quả lại cho tôi. Còn bây giờ, tôi là Nhanh Xá, chúc các bạn có một ngày xanh lá.